Hiện nay thì TikTok Trung Quốc đăng ký ở trên điện thoại khá là khó, cho nên là chúng ta có thể sử dụng trang web để tìm kiếm ý tưởng cho những cái sản phẩm của chúng ta nhé. Và đây là demo dành cho ngành bất động sản. Chúng ta lên douyin.com nhé. Và chúng ta gõ vào từ khóa này. Chúng ta vào kênh của họ. Đây là những cái video, những cái góc quay liên quan đến bất động sản, ví dụ các hướng di chuyển này, cầm gimbal như thế nào này. Vì vậy nếu mà chúng ta đang làm trong ngành bất động sản thì chúng ta có thể sử dụng những cái ý tưởng của họ như này để quay sản phẩm của mình. Và khi chúng ta muốn tải một video thì đây, mình bấm vào cái dấu mũi tên này nhé, bấm vào nút đỏ này, như vậy là đã copy đúng không? Chúng ta qua trang snaptic.app, dán nó vào đây, tải xuống, tải. Chúng ta chờ một chút nhé. Mình lưu ý là trang này ấy, khi mà xem trên điện thoại thì nó hơi bất tiện, nó phải chuyển về chế độ máy tính, cho nên là chúng ta có thể là sử dụng máy tính tải về, sau đó chúng ta gửi lên điện thoại để chúng ta tham khảo khi mà chúng ta muốn có thêm cái ý tưởng cho sản phẩm bất động sản của mình. Anh em thấy video hay và hữu ích thì nhớ cho mình một like và comment ý kiến của mình ở phía bên dưới nhé.